Vâng, chào anh chị và các bạn. Đây là nội dung video tiếp theo của Học viện Acabi Phú Sơn. Chúng tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn lỗi báo SC trên nhãn hiệu máy Recon. Và chúng tôi tiếp tục làm mẫu trên cái model MP6002. Và với MP6002, anh chị và các bạn cũng có thể thực hành và làm theo cái hướng dẫn của chúng tôi để áp dụng với những cái model như là 7502, 9002, 7503, 9003, những cái model máy đang rất thịnh hành của hãng Recon tại thị trường Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại. Với lỗi báo trên màn hình, máy đang hiển thị báo lỗi SC541-00. Và với trạng thái lỗi báo này, máy đang báo cho chúng ta biết là liên quan đến lỗi bộ sấy. Nhưng ở trường hợp này, khác với nội dung của video trước đây chúng tôi chia sẻ, đó là lỗi SC542-02. Với lỗi SC541-00, máy báo cho chúng ta biết là bộ xử lý không đo, không dò được cái tín hiệu nhiệt từ thời điểm cấp nguồn 5 giây cho đến 10 giây sau khi cấp nguồn máy đã khởi động. Bộ sấy đã được cấp nguồn nhưng bộ xử lý không đo được cái nhiệt độ biến chuyển tăng lên theo cái thông số quy định mà 30 giây sau khi cấp nguồn máy phải đáp ứng được cái tiêu chí để vận hành, đó là đủ nhiệt độ sấy. Ở trường hợp này khác với những cái lỗi SC trước đây mà chúng tôi đã chia sẻ. Như vậy anh chị và các bạn đã tham gia cái kênh chuyên chia sẻ những cái video liên quan đến kỹ thuật máy photocopy, anh chị đã biết rằng là như riêng trong bộ sấy của máy photo thôi đã có rất nhiều những cái lỗi báo khác nhau cho những cái trường hợp cụ thể khác nhau liên quan đến những cái chức năng bộ phận khác nhau. Chúng tôi liên tục tuyển sinh và đào tạo những khóa chuyên ngành kỹ thuật sửa chữa máy photocopy để chuyển giao kiến thức chuyên môn về lĩnh vực máy photo, giúp anh chị và các bạn có một nghề để lập nghiệp và khởi nghiệp. Chúng tôi có hai hình thức đào tạo, đó là offline và online, giúp anh chị và các bạn đa dạng cái sự lựa chọn. Khóa học của chúng tôi có hai hình thức, đó là đào tạo cơ bản, chuyển giao kiến thức, giúp anh chị và các bạn có thể hiểu rõ về cấu tạo tổng quan, cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy photo. Khóa đào tạo với hình thức chuyên sâu thì đào tạo anh chị và các bạn trong khoảng 6 tháng, chuyển giao toàn bộ kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật máy photocopy. Sau khóa đào tạo, chúng tôi sẽ chia sẻ và cung cấp toàn bộ những cái mã báo lỗi code của tất cả các nhãn hiệu máy đang thịnh hành tại thị trường Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại. Và mã báo lỗi code này chúng tôi đã dịch sang tiếng Việt, giúp cho anh chị và bạn làm chủ hoàn toàn với cái công nghệ kỹ thuật sửa chữa máy photo, giúp anh chị và các bạn tiếp cận sâu hơn về chuyên ngành lĩnh vực mà anh chị các bạn đang theo đuổi và đang làm việc. Anh chị quan tâm đến cái dịch vụ đào tạo, sản phẩm đào tạo của Acabi Phú Sơn, chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận toàn bộ những cái chuyển giao từ phía chúng tôi. Với hình thức đào tạo chuyên sâu, anh chị và các bạn sau khi hoàn tất quá trình đào tạo, anh chị sẽ được chuyển giao toàn bộ, anh chị không nghe nhầm đâu ạ, toàn bộ những cái mã báo lỗi của hãng, những hãng máy đang thịnh hành tại thị trường Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại. Với cái hình thức đào tạo căn bản thì anh chị và các bạn sau khi hoàn tất khóa học sẽ được cung cấp ít nhất từ 2 đến 3 cái mã báo lỗi về 3 cái dòng máy thịnh hành tại thị trường Việt Nam, để giúp anh chị và các bạn có thêm những cái chìa khóa để mở những cái vấn đề hóc búa liên quan đến máy photo. Và như anh chị và các bạn trải nghiệm qua những cái video chia sẻ của chúng tôi, anh chị và các bạn thấy là khi mà máy báo lỗi treo màn hình không thể tiếp cận và sử dụng các chức năng, đồng nghĩa với việc máy báo cho chúng ta biết cái phần gì đó của máy đang bị lỗi. Nếu như anh chị và các bạn không có kiến thức, không được chuyển giao những cái kiến thức chuyên môn về máy photo, chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều khó khăn trong quá trình chúng làm việc, đúng không ạ? Nếu như liên quan đến hình ảnh, liên quan đến những cái vấn đề khác mà chúng ta đã từng trải qua, từng gặp và từng va chạm, vấn đề đó được thể hiện trên hiện tượng cụ thể. Còn với trường hợp báo lỗi này, nếu như chúng ta không có mã báo lỗi thì chúng ta sẽ không thể biết là chúng ta cần phải kiểm tra xử lý bộ phận nào trong máy và bộ phận đó nằm ở đâu. Đó là những cái mà chia sẻ thật lòng từ phía chúng tôi, giúp cho anh chị và các bạn có thêm những cái góc nhìn về lĩnh vực chuyên môn, những cái kiến thức, hay đơn giản đó là một cái nghề
giúp cho chúng ta phát triển bản thân, khởi nghiệp trong tương lai, đó là nghề kỹ thuật sửa chữa máy photo. Quay trở lại nội dung với chính của video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn kiểm tra cái nguyên nhân dẫn tới lỗi báo SC541-00. Trong thông tin lỗi báo cho chúng ta biết đó là bộ xử lý không dò được nhiệt độ sấy sau khi máy được cấp nguồn và khởi động đèn sấy trong quá trình đốt nóng. Cũng như những video trước chúng tôi chia sẻ, chúng ta sẽ tuần tự theo quy trình đó là tắt nguồn. Tắt nguồn cung cấp vào máy giúp chúng ta an toàn trong quá trình thực hiện sửa chữa. Đó là cái quy trình thứ nhất và giúp chúng ta an toàn trong quá trình xử lý kỹ thuật. Nếu an toàn hơn, anh chị và các bạn có thể ngắt kết nối bằng cách rút dây nguồn khỏi nguồn điện cấp. Sau đó chúng ta mở cửa chính. Và với anh chị và các bạn đã tham gia theo dõi những cái video của chúng tôi, anh chị các bạn biết khi máy báo lỗi bộ sấy thì chúng ta xác định luôn đây là bộ sấy giai đoạn 3. Chúng ta kéo bộ sấy ra. Ở trường hợp này máy báo không dò được nhiệt độ sấy. Anh chị phân biệt rõ những để tránh nhầm lẫn những cái ban lỗi, những cái SC khác để giúp chúng ta xác định nguyên nhân và tiếp cận cái vấn đề cụ thể hơn, chi tiết hơn và chính xác hơn. Chúng ta rút ngắn cái thời gian sửa chữa. Tâm lý khách hàng nói chung là khi kỹ thuật viên đến, đầu tiên họ sẽ rất ấn tượng đó là anh đánh giá cái nguyên nhân một cách chính xác, tiếp cận và xử lý thật nhanh và chính xác. Như vậy đó sẽ là điểm cộng để khách hàng lưu số và khách hàng sẽ dành tất cả những cái tình cảm tốt đẹp của khách hàng đến anh chị. Anh chị và các bạn có thể hoàn toàn tháo rời phần mảng sấy này ra phía ngoài để có thể tiến hành kiểm tra, sửa chữa và thực hành theo hướng dẫn của chúng tôi. Như những video trước, đầu tiên chúng ta sẽ phải tháo cái miếng ốp đen này. Đây là khoang sấy, phần sấy nha anh chị nhé. Chúng ta bỏ qua phần này. Có những cái ban bệnh liên quan đến phần này chúng tôi sẽ chia sẻ ở những cái video khác. Chúng ta xác định đây là phần sấy này, tháo miếng ốp nhựa. Được giữ bởi con ốc phía trong. Sau đó chúng ta nhấc cái miếng nhựa đen này ra. Và lỗi báo không dò được nhiệt độ sấy thì chúng ta sẽ phải xác định đầu tiên luôn. Về kiến thức về máy photo chắc chắn chúng ta sẽ có cái xác định đầu tiên đó là liên quan đến cảm biến. Thẹp mito, cảm biến nhiệt, tùy vùng miền gọi khác nhau. Từ chuyên môn trong nguyên bản tiếng Anh đó là thẹp mito, cảm biến do nhiệt độ sấy của máy photocopy. Với cái model 6002 này, máy sử dụng hai cảm biến nhiệt. Vị trí thứ nhất, tôi sẽ zoom gần để anh chị và các bạn quan sát trước khi chúng tôi tiến hành hướng dẫn tháo ra. Vị trí cảm biến thứ nhất, thẹp mito thứ nhất, sensor nhiệt thứ nhất. Cảm biến nhiệt thứ hai, hay còn gọi là thẹp mito thứ hai. Đồng thời tùy hai mặt cảm biến và bề mặt lô sấy để đo nhiệt độ. Với tiêu chuẩn của máy này, sau khi chúng ta cấp nguồn, máy sẽ khởi động. Khởi động ở đây thực tế đó là đốt nóng để đủ nhiệt độ bề mặt của lô sấy mà cảm biến đo được. Nhiệt độ đạt tiêu chuẩn để có thể làm chảy được hạt mực. Các bạn lưu ý cái vấn đề này và để chúng ta tránh nhầm lẫn. Để tiến hành tháo được hai cảm biến này ra để chúng ta xác định đo xem cảm biến có vấn đề gì không. Vì máy báo như chúng ta đã biết là không dò được nhiệt độ thì chúng ta không lan man, không đi quá xa liên quan đến cầu chì. Chúng ta sẽ kiểm tra sau. Sau khi mà chúng ta đã kiểm tra những cái vấn đề này, đương nhiên rồi, bộ sấy khi mà lỗi có rất nhiều phần chúng ta cần phải kiểm tra. Nhưng chúng ta sẽ tập trung vào cái lỗi báo mà máy cho chúng ta thông tin trước, đó là không dò được nhiệt độ. Kiểm tra cái cảm biến nhiệt độ trước, sau đó sẽ đến không dò được cũng có thể liên quan đến cầu chì, vì không đóng mạch, đèn sấy không sáng, không đốt nóng thì đồng nghĩa với việc không dò được. Nhưng đó là những cái quy trình chúng ta kiểm tra sau. Vì hiện tượng thường xảy ra liên quan đến nguyên nhân và bao giờ cũng sẽ gồm một số nguyên nhân, nhưng trong cái số nguyên nhân đó sẽ có một nguyên nhân chính trọng điểm mà chúng ta cần tập trung. Và như chúng ta thấy là dây dẫn của cảm biến thẹp mito sẽ được cắm ở những cái vị trí này. Như vậy là chúng ta cần phải tháo cái khoang nhựa như tôi chỉ ở đây, cái ốp kim loại này. Đây.
giữ bảy quang con ốc 1, 2 và 3. Với cái thời lượng video không quá dài nên tôi sẽ tháo tắt bằng cách là tôi để trực diện trong máy và tôi đưa đầu vít vào. Anh chị và các bạn tháo 3 vít. Với những cái trải nghiệm mà chia sẻ trên video của chúng tôi, nếu anh chị và các bạn vẫn gặp khó khăn hoặc là hình ảnh video, âm thanh video hay là những cái trực diện gặp khó khăn, anh chị hãy đề xuất với chúng tôi qua số điện thoại 0964 405 366. Chúng tôi sẽ hỗ trợ online trong cái quá trình anh chị và các bạn làm cái công việc mà gặp khó khăn liên quan đến máy photo. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng anh chị để giúp anh chị giải quyết những cái khó khăn. Sau khi tháo ba ốc, chúng ta sẽ dở cái miếng ốp này ra. Miếng ốp này là che các cái đầu rắc cắm này, bảo vệ an toàn trong quá trình chúng ta rút ra đóng vào của bộ sấy không bị đứt dây. Và chúng ta xác định vị trí dây sensor, chúng ta sẽ dỡ từ đầu phía ngoài. Có những cái ốp che bằng sắt này để giữ cái mặt dây nằm sát xuống phía dưới, chúng ta gỡ lên. Sau đó chúng ta xác định được dây, rút dây ra, rút đầu dây này. Tiếp tục một cái cảm biến nữa mà chúng ta cần phải kiểm tra ở vị trí này. Trong cái từ kỹ thuật, anh em kỹ thuật đi thay thế linh kiện vật tư hoặc là tiếp cận với máy photo thường hay gọi đó là cái cảm biến dây ngắn và cảm biến dây dài. Anh chị các bạn thấy ở đây hai cái chiều dài của dây khác nhau. Và chúng ta sẽ xác định cái vị trí bắt vít. Trong quá trình mà chúng tôi làm ấy thì chúng tôi khó vì đồng thời tôi tự quay và hướng dẫn anh chị nên là chúng tôi không đồng thời quan sát được cái màn hình có tập trung vào cái vị trí mà chúng tôi đang muốn hướng dẫn anh chị hay không. Đó, nên thỉnh thoảng tôi phải quay trở ra phía sau cái màn hình để giúp anh chị có cái góc nhìn chính xác hơn. Đây là cảm biến thứ nhất hay gọi là cảm biến dây dài. Tùy theo vùng miền anh chị nhé, nhưng mà gọi chung sẽ là cảm biến. Từ đấy là từ chính xác chắc chắn 100%. Cảm biến hay còn gọi là sensor, trong từ tiếng Anh của kỹ thuật máy photo gọi là thermistor, cảm biến dò nhiệt âm. Với cách đo thì lát hồi đo tôi sẽ nói với anh chị về cái cách này. Đây, chúng ta đã tháo được ra. Và anh chị các bạn lưu ý, đây tôi sẽ đưa phần gần vào đây để anh chị quan sát thấy này. Toàn bộ cái cảm biến sẽ là cái đế màu đen này. Cái mặt tiếp xúc thực tế để chạm vào bề mặt lô sấy đo nhiệt độ là đây. Cảm biến âm dò nhiệt độ hoạt động theo dạng âm, bé bằng 1/5 của hạt gạo, được đặt ở phía trong này và kết nối với hai dây dẫn để truyền tải về thông tin về bộ xử lý. Phía ngoài được kết nối với cái đế bằng kim loại như anh chị thấy đây. Cảm biến dây ngắn lắp phía trong, cảm biến dây dài lắp phía ngoài. Đây là kết cấu chung. Và đây là bề mặt tiếp xúc tì vào bề mặt lô sấy, anh chị lưu ý. Khi chúng ta thao tác vệ sinh, chúng ta lưu ý là cái khoảng cách chúng ta để ý này. Và khi mà vệ sinh thì chúng ta đỡ ngón trỏ phía dưới và dùng cái móng tay vuốt nhẹ để làm sạch bề mặt, những cái mực bám lên. Và đây khi một mực, cái hạt mực nóng chảy bám vào bề mặt cảm biến này, lâu ngày tích tụ nó sẽ cứng, đá hóa đi, nó sẽ là nguyên một trong những nguyên nhân làm xước bề mặt lô sấy. Chúng ta cần mà khi mà bảo trì bảo dưỡng, chúng ta cũng lưu ý làm vệ sinh bề mặt cái cảm biến này anh chị nhé. Sau khi đỡ như vậy và vệ sinh, đây là vệ sinh đúng cách này. Anh chị bỏ ra toàn bộ cái kết cấu cơ bản ban đầu vẫn được giữ nguyên, không bị cong vênh. Như vậy là khi chúng ta lắp vào hoàn toàn sẽ tì vào bề mặt lô sấy. Và với trường hợp này, để xác định nguyên nhân, chúng ta cũng sẽ đo với đồng hồ như tôi hướng dẫn ở những video trước, để chúng ta sử dụng đồng hồ. Anh chị và các bạn có thể sử dụng đồng hồ đo kim, vì chúng ta không chuyên sâu về điện tử thì chúng ta có thể sử dụng đồng hồ điện tử đo ở thang ôm, và có thể sử dụng đồng hồ dạng đo kim thì chúng bán rất là phổ biến, chúng ta dễ dàng mua. Trong cặp đồ nghề của kỹ thuật viên nên có một cái đồng hồ. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đo với cảm biến nhiệt âm này. Chúng ta có hai cách đo, trường hợp trong video này tôi chia sẻ đủ hai cách để anh chị và các bạn có. Cách thứ nhất là chúng ta đo thông mạch,
xem đầu tiên bất cứ một chi tiết gì muốn hoạt động cần phải có thông mạch, đó là một sự kết nối hoàn hảo không bị khiếm khuyết, không bị lỗi. Anh chị và các bạn hãy quan sát tôi, chúng ta sẽ để hai kim đồng hồ và hướng vào hai cái đầu sợi dây tiếp xúc này, và chúng ta để thang ôm. Với đồng hồ đo kim thì có rất nhiều cái ngưỡng đo, chúng ta có thể đo trở nhiều, cao hoặc trở thấp, và đây là tín hiệu đồng hồ báo kết nối. Về cái kết cấu cơ bản, phần cái thiết kế của cảm biến là hoạt động bình thường, thông mạch bình thường, kim đồng hồ có nhảy. Chúng ta tiến hành đo cái thông số của cảm biến dây ngắn, chúng ta cũng xác định được hai đầu dây và để vị trí đồng hồ. Và đây là tín hiệu báo cho chúng ta biết là cảm biến không có lỗi về phần kết cấu cơ khí, về phần thiết kế, có nghĩa là thông mạch và hoạt động bình thường theo cái kiến thức cơ bản chúng ta đã hiểu, không đứt, không gông gãy vỡ, không khiếm khuyết. Đây, thông mạch bình thường. Như vậy là chúng ta đã xác định được hai cảm biến hoạt động bình thường. Như vậy công việc của chúng ta tiếp theo là cần phải vệ sinh này. Có rất nhiều trường hợp mực bám nhiều quá, đo sai số cũng dẫn đến tình trạng này. Tiếp theo đó là chúng ta phải kiểm tra sâu hơn, đó là kiểm tra cái đuôi cùng tiếp xúc, vì đuôi sẽ là cái đuôi sấy, hay còn gọi là đuôi sấy. Đây, tay tôi chỉ nó hơi tối một chút, nhưng mà ở những video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn sâu hơn, giúp anh chị và các bạn có cái góc nhìn. Và trong sườn máy để tiếp xúc với cấp nguồn cho cái đuôi sấy này, đương nhiên sẽ có một cái đuôi âm để đón cái đuôi dương này. Đây, tôi chỉ đầu tôi vít này. Anh chị và các bạn khi bê ra chúng ta sẽ rất dễ dàng quan sát cái khối cụm này, đuôi. Trong đuôi này thì mỗi cái đầu dây này sẽ về tương ứng với một cái lá đồng. Lá đồng sẽ tiếp xúc với một cái đuôi âm đón phía trong để kết nối với cái bộ xử lý, giúp cho các cái thông tin tín hiệu nguồn cấp được thông suốt. Ở video tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ sâu hơn, vì cái thời lượng không cho phép nên chúng ta không thể bê ra chi tiết được. Tiếp theo trong cái quy trình mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta cũng quay trở lại như tôi nói ban đầu, đó là chúng ta cần phải kiểm tra cái cầu chì, thông mạch của cầu chì. Với trường hợp phụ này thì chúng ta có thể đo trực tiếp trên máy, không cần phải tháo ra. Tôi sẽ đo cầu chì. Cầu chì thứ nhất tôi đo thông mạch hoạt động bình thường, và cầu chì thứ hai cũng cho chúng ta một thông số hoạt động bình thường. Cầu chì thứ ba cũng cho chúng ta một thông số an toàn và hoạt động bình thường. Như vậy có thể rất nhiều khả năng pan này sẽ là do tiếp xúc, do các cái lỗi tiếp xúc và những cái vệ sinh bề mặt. Anh chị lưu ý là đây là nguồn cấp của đèn đầu trong, đây là nguồn cấp của đèn đầu ngoài ở cầu chì thứ ba ở vị trí ốc này. Tôi sẽ đưa sát cái cam ở đây. Sau khi rời ốc vít này ra, anh chị các bạn sẽ nhấc được hai đầu đèn này ra. Ở trường hợp để xác định đèn sấy có hoạt động quá thông mạch hay không, hãy nhấc khỏi ốc vít, không đo qua bộ cầu chì. Anh chị sử dụng mạch đo thông mạch, nhấc hai đầu đèn và để kim vào hai đầu. Như vậy chúng ta cũng sẽ xác định được đèn sấy có vấn đề hay không. Tuần tự như vậy, đây là những cách thực hành cơ bản đơn giản. Sâu hơn chúng ta cần phải kiểm tra chi tiết hơn, có những cái pan mà chúng ta phải vệ sinh những cái lá đồng ở những cái đuôi sấy phách trong máy, những cái máy hoạt động quá lâu rồi, bám bẩn quá rồi, chúng ta phải tiến hành kiểm tra tuần tự như vậy. Ở cái nội dung video này tôi chia sẻ thêm với anh chị và các bạn, đó là chúng ta có cách đo là giúp chúng ta xác định xem là cái sensor nhiệt này, cảm thermistor này còn hoạt động tốt hay không. Đó là bằng cách chúng ta đo như sau. Trạng thái đo thông mạch chúng ta vẫn sử dụng để thang đo ôm anh chị nhé. Và xác định được hai cái vị trí của dây cấp, dây tín hiệu. Tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn, đây là trạng thái nhiệt độ bình thường. Điện trở của cảm biến là 272 với số lẻ chúng ta cộng trừ. Khi đã xác định xem là cảm biến này hoạt động tốt hay không, đây là miếng kim loại
hợp kim nhôm hoặc là bằng sắt thép gì cũng được. Anh chị và các bạn sử dụng một miếng sắt như tay tôi cầm ở đây, sử dụng nhiệt máy khò hoặc là đốt vài tờ giấy nếu anh chị và các bạn đi sửa máy thực tế mà chúng ta không có các cái điều kiện như tôi liệt kê, có thể sử dụng vài tờ giấy đốt nóng, đốt nóng toàn bộ bề mặt nhé. Sau đó anh chị và các bạn để kim như tôi hướng dẫn này, tì sát bề mặt của cảm biến vào bề mặt chúng ta đã đốt nóng trên thanh kim loại. Đây là bề mặt của cảm biến này, tì sát. Lúc này đồng hồ sẽ cho chúng ta cái thông số giảm dần anh chị nhé. Đây là đo dạng đo âm ở nhiệt độ môi trường, cái điện trở rất cao, nhưng khi đo trên bề mặt có nhiệt độ, cái thông số ôm trên màn hình hiển thị sẽ giảm dần giảm dần giảm dần, tương ứng với cái độ nguội của sắt, điện trở lại tăng dần lên. Như vậy là cảm biến thermistor, cảm biến đo nhiệt độ sấy của chúng ta sống theo đúng nghĩa và hoạt động bình thường anh chị nhé. Nhiệt độ môi trường 283, khi đốt nóng anh chị vẫn để nguyên như là dí bề mặt kim loại thì nhiệt độ điện trở sẽ giảm, cứ giảm dần giảm dần, và khi miếng sắt này nguội đi thì điện trở bắt đầu lại tăng lên. Tại sao gọi là điện trở âm là như vậy? Có nghĩa là ở trạng thái môi trường bình thường thì cao, nhưng khi gặp nhiệt độ thì điện trở thấp xuống. Đó là cách xác định xem có hoạt động ổn định hay không. Còn nếu chúng ta đốt nóng và dí vào đây, thông số này không thay đổi hoặc thay đổi rất ít, 282, nhưng tôi dí vào một thanh kim loại được đốt nóng ở bề mặt này, điện trở chỉ dao động xuống 250, sau đó dừng lại hoặc cứ nhảy ở quanh ngưỡng đó, không thay đổi trạng thái, thì đồng nghĩa với việc anh chị nên thay cái thermistor này, cái cảm biến này. Đó là toàn bộ cái quy trình chúng tôi hướng dẫn anh chị và các bạn cách xác định nguyên nhân và hướng xử lý lỗi báo SC541-00, lỗi báo nhiệt độ bộ xử lý không dò được nhiệt độ sấy qua bộ cảm biến. Và phần cuối của video tôi chia sẻ anh chị và các bạn cách chúng ta xác định được cái cảm biến thermistor, cảm biến nhiệt của bộ sấy có còn hoạt động hay không và hoạt động tốt hay không. Chúc anh chị và các bạn thực hành tốt theo những cái video hướng dẫn của chúng tôi để giải quyết những cái khó khăn, cái ban bệnh trên máy photo mà anh chị và các bạn gặp phải. Còn khó khăn gì phức tạp hơn mà anh chị các bạn không giải quyết được, hãy liên hệ với chúng tôi 0964405366. Chúng tôi sẽ hướng dẫn đồng hành online cùng anh chị. Chúc anh chị và các bạn luôn tràn đầy năng lượng, làm tốt công việc của mình. Hẹn gặp lại ở những video chia sẻ tiếp theo của Học viện iCarbi Phú Sơn chúng tôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại.